Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Tấn chia sẻ một chút về cái cách mà mình khắc phục cái xe AB này, cái xe Tayga này nha cả nhà. Thì nó bị hết bình. Thì xe này nó không có bàn đạp mà hết bình thì bây giờ nhà xa thì mình làm sao cho mình khắc phục cái cách mà xử lý tại nhà luôn nha. Thì mình xử lý tại nhà để mình có thể mình chạy đi luôn được và có thể là mình mang bình ra ngoài sạc nha mọi người. Chứ xe này thì mình đề thì nó hết bình, nó không nổ, bàn đạp thì không có, thì đành bó tay. Cái dòng xe này, xe này không đạp được mà dắt đi thì rất là mệt. Bây giờ mình sẽ bật cái chìa khóa lên cho mọi người coi nhé. Đèn vàng vẫn còn báo nè, cái này cũng còn chớp một chút nha, nhưng mà đề thì không được nên là mình sẽ đề cho mọi người coi nè. Đó, nó chớp đèn nè, thua coi thôi còn kêu nha. Nào, mỗi lần mình đề cái đèn ở chỗ này nó sụp xuống á, nó kêu không à, kêu tạch 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 mà đề không nổ. Thì bây giờ ở bên hông rồi nè, thì mình cũng hỏi anh em với tìm học hỏi thôi nha mọi người. Thì mình chia sẻ thêm tới bên hông rồi nè, ở bên hông này nó có con ốc nhá, hai con ốc thôi, một con bên này một con bên này. Mình sẽ tháo ra, mình tháo ra. Này nó cũng dễ tháo thôi, chứ nó còn một chút xíu ngắn thôi, không có gì khó tháo thôi. Hai con nha, bên này một con, bên này một con. Tháo lộ cái mặt nạ trước ra. Mình cậy cái mặt nạ trước ra. Cậy cái mặt nạ trước ra nha mọi người. Đây. Mặt nạ nè, có mấy cái ngàm có chút xíu bám vô đây thôi. Mình cậy nó ra. À, nó có hai con ốc này thôi. Cậy ra xong rồi. Cỡ gọn ở đây. Rồi giờ mình tháo. Xe này mà hết bình thì thua luôn. Đâu có đạp được. À, mình tháo con ốc rồi nè. Tháo cái bình trừ ra nè, bên này bên trừ nè, bên đỏ này là bên cộng nha mọi người. Tháo ra. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài chia sẻ cái đề này. Nếu mà mình muốn câu bình để nổ luôn nha thì mình câu trực tiếp luôn để cho nó nổ, mình chạy đi luôn. Còn không mình mang bình ra và mình sạc. Nếu mà nhà mình có cục sạc thì mình sạc. Đây là cái xe của mình đi làm nha. Cái xe này thì mình đạp không à. Xe này thì cái bình nó bị hư rồi. Nếu mà cái bình nó không hư nữa nha thì mình dắt cái xe kia ra gần đây. Mình tháo hai cái dây nãy đó. Rồi mình lấy cái dây điện này nè. Mình lấy cái dây điện này nè. Mình tính lấy dây điện này mình câu từ cái xe này qua nha. Nhưng mà cái xe này cái bình nó còn hư, nó còn yếu nặng hơn cái bình kia nữa. Thì mình lấy cái đầu dây điện này là mình câu cho cái bình bên này. Mình câu qua bên kia. Là mình đề xe bên kia là mình nổ là mình chạy thôi, hoặc mình để mình sạc. Lấy cái khóa này vào trong. Nếu không là mình kích nổ luôn nha cả nhà. Tại cái xe này cái bình nó yếu quá rồi. Nếu mà mình cần đi đâu gấp á. Mình mà cần đi đâu gấp á, thì mình có thể là mượn cái bình nha, hay là qua nhà anh em mình mượn cái chiếc xe, mình dắt cái xe mình qua gần nhà anh em á, thì mình sẽ lấy dây điện này nha. Đấy, một đầu dây này thì mình câu vào đây. Đấy, trừ thì mình câu vào trừ nha, câu vào cái bình kia cũng như mình mượn bình thôi, trừ câu vào trừ, cộng câu vào cộng là mình đề thôi, là xe mình nó sẽ nổ. Còn tại vì cái xe mình tính đề luôn rồi, mình tính đề để cho sạc, mình khỏi phải tròn ra, nhưng mà xe mình bình nó hư rồi. Chứ nếu mà xe đó nó còn bình á, thì mình sẽ câu luôn, mình dắt xe ra là mình câu, mình mượn cái bình ở bên kia mình câu qua hai dây này, mình tháo một dây này thôi cũng được, cái trừ mình câu qua trừ bên kia, cộng mình câu trực tiếp ở đây đề vẫn nổ. Còn không mình sợ thì mình tháo hai ốc ra, mình tháo hai bên luôn, mình câu hai này giống như mình mượn, mình câu dây dài từ đây qua cái xe kia thôi, nó chừng 1-2 mét thôi, hai xe để gần nha, là mình kích mình đề cho nó nổ thôi, rồi mình sạc, rồi mình để cho xe này nó chạy khoảng 20 phút nửa tiếng gì đó nha, rồi nó sạc, rồi mình chạy, rồi không nếu mà mình không chạy thì mai mình cũng sẽ đề một chút nữa nha. Rồi mình sẽ chạy đi. Còn bây giờ mình thì chắc trên đường đi làm. Đường đi làm rồi mình sẽ tháo luôn. Để mình đưa ra kia mình sạc. Mình đưa ra kia mình sạc mọi người. Nhà mình không có cục sạc nha. Nếu có cục sạc, sạc luôn. Có cục sạc bình xịt ở trong đẩy á. Không có đem về. Nếu mà lấy ra mang về thì nếu mà lấy mang về sạc luôn cũng được. Sạc từ cái bình điện qua luôn.
Mà không có thì bây giờ mình cần để chiều mình chạy đi công việc thì mình lấy thôi. Lấy cái bình ra mà đi sạc. Cách xử lý ở nhà thì chỉ có vậy thôi, là nhanh thôi, không biết còn cách nào để xử lý nữa đâu. À, chỉ có một cái ngàm chốt đè cái bình nữa thôi. Mang đi về thì mình nhớ nha, bên cộng đi đây nè, cộng trừ vậy thôi, có khó khăn gì hết. Cái bình nó có to đâu, nó có tí teo mà. Bình nó có vậy thôi, học bình nó có vậy thôi cả nhà. Xe này cũng lâu không có đề rồi ra nó bị ấy. Khắc phục vậy thôi, giờ mình mang đi làm thì mang ra khi mình sạc về cái là mình bỏ vào đây cộng trừ và là mình kích đề nổ thôi. Còn không thì có gì đâu, mình nhà mình có bình, hay cái xe bên kia mình có bình thì mình câu cái dây điện qua, mình khỏi phải tháo hai cái bình rơm ra nha, mình câu qua mình đề nổ là xong phim thôi. Cái dòng xe này nó không có cái bàn đạp phức tạp vô cùng luôn. Đây mình chia sẻ với thay nha cả nhà. Đây cái bình này, mình ra mình sạc, mình về mình nhớ nha, bên cộng bên trừ nha, mình bỏ vào để khắc phục. Cái cách ở nhà thì chỉ có thế thôi, chứ cái xe này giờ nhà của mình cũng xa, bây giờ mà dắt đi á, cái xe này giờ dắt đi 1-2 cây số thì mệt lắm. Còn không thì xe có bình thì lấy cái dây điện câu mượn cái bình kia qua đề là xong thôi, cho nó mau. Xe cái mặt nạ thì nó có hai ốc hai bên, tháo rồi lấy móng tay khơi khẩy đây nha. Còn nếu mà lấy móng tay cứng quá thì lấy cái gì dẹp, nhưng phải coi chừng nó trầy xước nha. Nói chung làm sao phải nhẹ tay, không nó sẽ bị bỏ được. Chẳng có gì đó, mình làm cái video ngắn mà thôi, chia sẻ mọi người vậy thôi. Dùng xe tay ga, xe hai bánh, xe AB hay xe đời mới, xe gì có bàn đạp đâu. Cái xe này nó hết bình thì nó mà còn bình là đưa qua luôn rồi. Giờ mình chia sẻ video vậy thôi nghe cả nhà. Một lát mình đi làm mình đem cái bình đi sạc, chiều mình về mình gắn vô là xong. Còn không mình câu dây điện, hai cái xe mình dắt gần nha. Mình khỏi phải tháo bình ra, mình câu trực tiếp qua đề là nổ luôn. Mình mượn bình đấy, cộng thì theo cộng, trừ theo trừ nha. Vậy là xong thôi. Cũng như mình mượn bình bên này, nhưng mà mình cắt hai cái sợi dây điện ra khoảng chừng 2 mét gì đó. Mình câu cái cộng, nó bên này qua cộng bên mình, trừ bên này qua trừ bên mình, đề nổ.